Đây nha mọi người, mấy anh em mình đã chiên hết xong nha. Quay mọi người xem ai comment comment. Giới thiệu ơi, đây là các thành viên tham gia. Mày tên gì? Tên Lọt. Lọt hả? Nghe tên Hòn. Đây là các thành viên tham gia. Tên Xuân. Xuân hả? Ủa trời ơi. Mình tên Ngân. Đây có cái má là 3, 5, 7, 10 nha mọi người. Có nghĩa là 3 lá thì sẽ là ăn 3 miếng. Ủa lộn, 3 thì là ăn 3 miếng nha, 5 thì ăn 5 miếng nha. Giờ trong đây có một lá qua được và một lá đặc biệt. Với mọi người, bây giờ mình sẽ cho mấy nó bóc luôn nha. Trộn lên. Ai bóc trước? Không kìa, nó gặp đây. Mình chưa đi. Lộn lộn chưa đi. Bóc công được nhìn nha. Rồi quay lại cam ơi. 7 miếng nào, 7 miếng nào. 5 cái. 3 cái. Đúng. 3 cái. Ok, cầm luôn đi, cầm luôn đi. Không. Phải như ảnh nha. Hình hết này. Đừng hồ 5 cái à. Cũng 5 thiệt luôn rồi. Quay lại. 5 cái nha, dùm kỹ vô. Rồi xong. Qua lượt đi chung ơi. Quay lại cam nha, quay lại cam nha. 3 lượt đi chung. Lượt chỉ định nha, chỉ tạo ăn. Chỉ định. Quay lại. 3 cái. Rồi 2 cái 3 hết. Còn cái 7 cái nào? Còn cái 7 với cái 10 đó. Rồi. Bạn ơi. Trời con. Sao? 7 cái. 7 xong. Quay lại. 10 cái. 10 cái nè, 10 cái. 5. Quay lại. 7 cái. Quay lại. Đúng rồi. 7 cái gì mày? Chưa. Chưa mời quen. Dạ dưới hả? Mời bạn nha. Mời bạn nha. Sao sao? Mùi lắm. Không có ngọt chứ vô. Qua đây, qua đây. Con kia mời các bạn nha. Ừ. Mời ăn nha. Ngon, ngon. 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 Ngoài ăn có. Có phần hơi hầm. Chị sao? Cay quá. Cay hả? Không uống nước nha, nào uống nước quýnh nha. Lẹ quá. Ngán dữ trời. Gì dạ, làm vậy? Đó. Cay cũng ngán. Quay không? Xong nha. Vậy cắn với ngăn còn một miếng nha. Nên mình sẽ spam thêm bóc một lần nữa nha. Cho hai nó chết. Bóc mày. Ủa trời ơi. Quay ngược lại, quay ngược lại. 10 cái. Rồi xong rồi, xong lòng rồi, xong lòng. Dạ bắt đầu vòng 2 luôn nha mọi người. Ăn đi anh em. Để xem. Để xem có đứa nào tập không nha. Không tập nè. Tao mày. Tao bố ngủ trước nè. Phải rồi. Rồi đi ra luôn quay. Rồi mình phòng. Hồi nãy mấy anh em có chuyện bị bịt bột mà quên nói nha. Đứa đầu hồ sẽ bị úp mặt vô cái bột bịt bột nha mọi người. Làm gì sớm? Nó chưa ngủ được có cho vô. Đâu, ở đâu mà. Đâu. Đi chưa? Nhiều, đi chưa? 1 2 3. Ơi. Rồi mở mắt ra. Làm gì? Không nói nghe tôi ăn tiếp. Cái nhỏ. Nói tôi hết rồi tôi còn nữa. Mày ăn cho hết nha. Mày mấy cái mà mày hết nha nữa. Sao lọc? Ngán. Gương mặt của thua cuộc. Ủa trời ơi. 7 miếng hay 10 miếng rồi tao bỏ. Tao bị tao giả bộ mà. Dỗ một chế gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Đi theo tao đi người anh em. Sao gán vòng 3 cơ hội với vòng mày không có lợi đâu. Rồi, quay quay quay. Sao rồi? Quay ghế gì vậy? Hô âm lọc, nghĩ là có hô âm lọc. Không rồi. Càng hộ thanh thản quá vậy. Nói tao còn cố gắng cái vòng 3 miếng. Phải quá, mới ăn được có mấy cái à. Giữ rồi, giữ rồi, giữ. Bước sang vòng vòng mấy ai vòng 3 đúng không? Cho anh em học bóc trước nè, quay. 3 10 cái nữa nè. Rồi. 10 cái được. Đây rồi, 10 cái anh ấy nghỉ luôn rồi.
sao ăn nữa mà không phải giục cái đó nghỉ, à, nghỉ rồi ra ngoài đi không nghỉ rồi có rồi ăn đúng không ờ tôi biết rồi đúng vậy đây qua đây luôn đi ba cái ba cái nè mày hên với trời tắng ba cái ba cái cho lòng nha trời ui quay lại cam rồi gì á à, ngồi xuống ngồi xuống mười cái cái gì vậy mà chưa gì nó bỏ cái hả năm cái ui trời ơi mười cái anh đang tám có chúng mười cái luôn rồi sao hai cái mười đó tôi đó tôi hai cái mười mày có phát biểu gì không không mày thua đúng không mày làm nữa thua ê anh làm nhẹ là hai niên lộc vậy là hai niên lộc với hai niên tám là thua luôn nhau rồi ngang quá cái tàu thắng rồi ừ anh có cười đi nhắc cho anh nhớ nha rồi cười đi mà thấy mà tao tức rồi cái rồi nhảy xong nhảy xong quay lại nhảy cái hả nhảy xong này vậy nào nhảy xong lá đây nha mọi người quay đây thôi đây là lá đặc biệt mình nói là lá nhảy xong nha mày có chịu nhảy xong không nhảy xong không chịu nhảy xong là thua nha một vậy dạ không nhảy xong thì ướp bột chịu không chịu ok luôn trước khi tới vòng tiếp theo mình sẽ phạt mấy anh em trước nha anh đi ngọt trước nha chuẩn bị chưa ba tôi trước cho thôi ngọt trước mới được một hai hai mà ba hai rưỡi quá đẹp trai dạ mày muốn phạt mấy đứa này không cho mày phạt ok rồi. Cho mày phạt mấy đứa này luôn đâu rồi trợ lý một thôi mày đi cái gì mày đi để nó phạt tao không đi lấy mày phạt không không tao cay nó lắm rồi phạt đi phạt đi phải chút mặt mà che mặt anh em tương tàn anh em tương tàn quay lại cao rồi quay lại cao rồi quay lại đúng rồi để thanh niên lộc phạt ngắn luôn what the hell đừng quẩy đây kem chống nắng dưỡng da đây quá đẹp trai ngăn ngứa lắm bạn đúng rồi mà nó không được xong rồi đúng không tiếp còn hai người cuối nha sẽ bước vào vòng chung kết luôn nha qua lượt bóc trước đi qua lượt bóc đi tự bóc nè mở cùng lúc luôn quay lại cam nè rồi mày thua đó con quay lại đây nha mọi người chữ A hoài chứ là qua được nha qua bị bột hưởng thụ hả à? Ok nó đi chơi mà nó chạy xe ẩu ẩu tao cho mày rồi lấy cậu đây rồi chưa mày gọi đầu dưỡng sinh quay hồ kìa thằng sáu chúng ta chậm em nha cụ đi đâu vậy đừng gọi cụ ơi chơi mày ăn nữa nè ăn gì nữa mày thắng rồi đó vậy là chạy vậy là cuộc thi lần này người chiến thắng là ăn ngăn nha mọi người ăn mừng nha cái gì mà xui vậy vậy sao xui cái mười cái nè cái bảy cái cái năm cái không có cái nào ba gì thì nói chung là đến đây video của mấy anh em mình cũng xin kết thúc nha mọi người, chủ yếu là tống hà vui cho thôi nha mọi người, thấy video hà nhớ nó lại cho anh em mình một like và subscribe nhé, ba anh chào tạm biệt tất cả mọi người bye ơi.